Mời bạn nữ. Mời đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Mời em ngồi. Vâng, em xin tự giới thiệu. Em tên là Trần Quốc Hoàn. Năm nay em 31 tuổi và hiện nay em đang công tác tại ngành doanh trại tiểu đoàn bảo đảm kỹ thuật hậu cần sân bay trung đoàn 935 tại Biên Hòa. Mời em. Dạ vâng, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh phía bên kia rèm và chào quý vị khán giả. Vâng, em xin là chào Hoàng em. Thị Cẩm Trương, 25 tuổi. Em đến từ Quảng Bình. Em đang làm công việc gì cưng? Dạ hiện tại là em đang làm công tác đoàn. Những điểm mạnh và điểm yếu của em? Dạ, điểm yếu của em là thường là dễ xúc động. Có chuyện gì buồn là thường là em hay giấu. Đó là chưa tìm được người chia sẻ. Hy vọng hôm nay sẽ có người chia sẻ với em những vui buồn trong cuộc sống ha. Dạ vâng. Rồi, điểm mạnh của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì nói chung cái gì em cũng muốn biết một chút. Từ nhỏ là em ở với ba mẹ nên thành ra là cũng hay làm việc nhà. Rồi, vậy ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Khuyết điểm của em là trong giao tiếp có phần em hơi nhút nhát, hơi bừa bộn. Còn sở trường thì chắc là ca hát. Hay quá. Hát một bài nào không khí làm nào. Làm luôn một bản đi em. Lòng anh chót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh, đành cầm nín em đâu hay tình anh. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mai em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi, phải không em? Cảm nhận của em như thế nào? Có cái gì đáp lại nhà trai không? Em thấy là ảnh hát rất là hay. Mà em hát thì chắc không hay bằng. Bây giờ mình sẽ mong muốn tìm nửa yêu thương của mình thế nào? Tính cách thì người đấy vui vẻ, hòa đồng, yêu trẻ con. Còn về ngoại hình thì có khuôn mặt ưa nhìn, cao thì từ 1m50 đến 1m62 thôi. Không quá gầy, không quá mập. Chuẩn luôn. Bạn gái, mình thích người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình, nói chung cũng ưa nhìn chiếu. Cao hơn em từ 5 phân trở lên là được. Em cao nhiêu? Dạ em cao 1m60. Đây xong, xong lầm. Tiếp. Dạ, biết chia sẻ, quan tâm người khác, ăn mặc lịch sự. Rồi biết cách nói chuyện chút, tại vì ba em á, biết cách nhìn người. Khi nói chuyện với ba em mà ăn mặc lịch sự, biết cách nói chuyện thì xíu. Lấy lòng được ba em đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Không được nóng tính, không hút thuốc. Có nóng tính, có hút thuốc không em? Nóng tính thì em không, nhưng mà cái hút thuốc là có. Bớt bớt chút nha, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Vâng, em cái đấy là em biết. Anh làm trong bộ phận gì? Chuyên ngành của em là sửa điện nước ở trong đơn vị đấy. À, vậy hả? Dạ. Khỏe không anh? Cô bắt em hít đất, em yếu lắm. Không có con chuột gì vậy anh? Em trèo cột điện chết rồi. À, vậy hả? Thôi nói chứ em cũng không dám làm khó mấy anh đâu. Bắt hít đất nữa, mất công hồi, trời ơi khổ lắm. Khỏe mà, đừng có lo. Em gái dễ thương quá. Cái điều mà quan trọng của bạn trai là gì? Biết quan tâm chia sẻ. Đứng là phải cao nghe. Chúc cho đó. Để tôi lo thử cái này nghi nghi. Mà em mang giày cao quá, em ăn gian quá. Không, dễ thương thì thấy được rồi. Hôm nay em có đi với ba mẹ gì không? Dạ em đi với các anh chị trong chỗ làm của em ạ. Xin chào các anh chị MC và ban tổ chức chương trình. Tất cả những cái yêu cầu mà bạn Hoàng đặt ra, tôi thấy là Trương rất là phù hợp. Trương rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm và rất là dễ thương. Và đặc biệt là cô ấy rất là thích con nít. Các cái chương trình mà khoa học vui cho con nít là Trương tham gia đặt hết cái tình cảm của mình vào mỗi chương trình. Với bạn nam á, thì mình thấy cũng khá là chín chắn. Và đặc biệt á, là công tác trong ngành quân đội. Thì ở gia đình của Trương là từ ba mẹ, anh chị, em cho đến rể rồi này, đều là trong quân đội hết. Thì đây cũng là một cái lợi thế của bạn. Cũng nên cho cơ hội. Cảm ơn anh. Mời thủ trưởng của Hoàng. Dạ em xin phép được chào anh Quyền Ninh và chị Cát Tường. Xin phép được chào toàn thể các vị khán giả. Xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Đình Tám, trợ lý tuyên huấn ban trị của trung đoàn 935. Trước hết về nhận xét về hai bạn, đặc biệt là về bạn gái thì bạn gái rất là dễ thương. Qua cảm nhận đầu tiên thì bạn là người chân thành. Và đặc biệt là cái công tác nghề nghiệp của bạn thì cũng rất là dễ gần với cái môi trường bộ đội. Các đồng chí cán bộ cũng như là quân nhân chuyên nghiệp thực hiện cái công tác ở tại trung đoàn thì hầu như là gia đình ở ngoài miền Bắc và công tác tại miền Nam. Nên là đối với gia đình thì ở xa, còn tình cảm đối với các bạn gái mà xung quanh cho cái môi trường công việc nên là cái việc tìm hiểu nhau thì vẫn còn nhiều cái rất hạn chế.
Nhưng mà bạn Hoàn thì có những cái đặc điểm nó rất là nổi trội, đó là bạn cái văn hóa văn nghệ rất là tốt, đặc biệt là về cái phong trào đoàn cũng như là thực hiện những cái nội dung mà hoạt động bề nổi của đơn vị. Cái này là em nghĩ là rất là phù hợp với những cái công tác đoàn của bạn gái đang công tác. Cũng hy vọng là thời gian tới thì các bạn sẽ có những cái tiến tới với nhau bằng cái tình cảm chân thành nhất. Và xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh ạ. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho đồng chí Hoàng với bạn bên kia gặp mặt nha. Kéo màn lên. Thời gian, không gian này là của anh đấy Hoàng. Mời anh. Cố gắng lên nha hai bạn. Em chào anh. Chào em. Anh hỏi trước ngoài, thủ trưởng nhắc kìa, thủ trưởng nhắc tặng quà. Thế bài. Lo lắng thế bài riết hoài. Đây là món quà mà anh chuẩn bị để tặng em, mô hình. Dạ vâng. Máy bay đang thực hiện nhiệm vụ, tên gì anh? Dạ có anh ạ. Thật sự là lúc đầu lên đây em nghĩ là em không rung đâu, mà lên đây em rung không tưởng nên có chút quên sạc. Các anh chị làm cùng với em nói cái tính của em thích trẻ con. Thế đấy thì rất là hợp với anh rồi. Em muốn hỏi là anh quê ở đâu vậy? Anh ở thành phố Vinh. À dạ. Anh ở phường Lê Mau, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Em cũng có một chị dâu cũng ở thành phố Vinh. Chị dâu vợ của anh đầu. Anh thì có mợ thôi. Mợ dâu, mợ lấy cầu của anh là người. Thôi bà con, cô bác để sao đi. Rồi mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm thấy bạn nữ ngoại hình rất là dễ nhìn, cũng giống với tiêu chuẩn của em. Tính cách thì theo giới thiệu thì đúng là rất là hợp rồi, không em không có điểm gì để mà không hài lòng với bạn nữ. Anh có ngại khi em đi dép cao, giày cao quá không ạ? Không, anh không ngại. Đứng lên, đứng lên đo với cổ một cái đi anh. Mặc dù cổ mang giày hơi cao nhưng mà kệ. Hợp. Vừa, vừa em ơi. Vừa em ơi, được. Ngon lành luôn. Ngon lành. Anh có thường xuyên lên Sài Gòn không anh? Anh lên thường xuyên luôn. Em làm bên công tác đoàn á, thường là rất là bận. Có khi anh rảnh anh xuống thăm em nhưng em không có thời gian em gặp anh được. Vậy anh có giận không? Không, anh đi về. Tính anh hay lên bất ngờ lắm. Anh lên mà không gặp em ở nhà thôi anh đi về. Anh có thích đi xem phim hay là đi nghe nhạc hay gì đó không? Thường xuyên đi xem. Anh có thích các trò chơi cảm giác mạnh không? Anh chơi được hết. Tương lai của anh định hướng sẽ về Nghệ An sống, em có đồng ý không? Thì cái này là tùy vào mức độ tình cảm, nếu mà em thấy được thì em sẽ theo mà. Cái đấy vẫn còn hơi xa đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa mà cái tương lai của anh về quê là bao nhiêu năm nữa? Tính đến nghỉ hưu thì em cũng hơn 20 năm. Trời ơi là trời. Trời, bây giờ một câu nữa mình cảm nhận như thế nào? Một câu tỏ tình lãng mạn gì đó dành cho bạn gái. Anh rất muốn em sẽ trở thành bạn gái của anh. Em có đồng ý không? Câu đó có trả lời của anh. Rồi khó trả lời, chúng ta trả lời bằng nút bấm. Nào, hãy đi đến quyết định. Qua chương trình hôm nay mình cảm thấy các bạn nam trong quân đội có vẻ hơi khó có điều kiện để có bạn gái đúng không? Về quân đội nếu mà còn anh nào khó khăn nữa thì hãy giới thiệu đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nhé. Tuần sau, tháng sau mấy anh cứ đưa cả trung đoàn lên đây. Và bây giờ là thời khắc quan trọng dành cho hai bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm chưa? Được chưa? Hả? Em chưa bấm. Em chưa bấm hả? Vâng. Rồi. Lý do tại sao không bấm? Em lúc mà em hỏi bạn gái có sẵn sàng làm bạn gái của em không, bạn ấy cảm thấy lưỡng lự thì chắc là không đúng với tiêu chuẩn của cô ấy. Nhưng mà người ta là phụ nữ mà người em trả lời bằng... Người ta trả lời bằng cái nút bấm chứ. Em có phải là hơi vội vàng quá rồi đó. Anh hồi nãy anh lo đó, là lo cô gái lo không bấm. Lo cô gái không bấm. Nói chung là lúc nãy em thấy anh không có chính kiến lắm. Hình như là tuổi anh cao nhưng mà tính tình của anh vẫn chưa được chín chắn lắm. Hàng triệu người đang xem truyền hình, họ sẽ dùng nút bấm đó bấm cho hai bạn ở đây. Tiếc quá, vé xem phim này tôi với các từ đi xem thôi. Dạ, cất đây. Quà tặng mà Viettel dành cho hai bạn là một chiếc điện thoại kết nối 4G trị giá 2,2 triệu, đã có cài đặt ứng dụng Mocha, có thể chat, gọi điện và đặc biệt là xem phim và nghe nhạc cùng nhau, rất là thú vị. Mặc dù em không bấm nút ngày hôm nay nhưng mà cứ cho là một cái hẹn đi, chắc chắn em sẽ hiểu anh là người như thế nào. Dạ anh ơi, hình như anh mất cơ hội rồi ạ. Thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ có thể sớm tìm được một nửa của mình. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em.
Hơi bất ngờ quá. Không hiểu được, trời ơi, sao vậy? Không lẽ anh nhào lên bấm vô mảnh luôn á. Nhưng mà đây là một cô gái rất là bản lĩnh. Cô trả lời rất đúng, anh đã hết cơ hội rồi. Chính xác như vậy. Chúng ta chỉ có một cơ hội thôi. Để cơ hội tuột qua, chúng ta khó tìm lại được lắm. Thưa quý vị, đây là số lần đầu tiên có sự tham gia của các cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.